Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 22 vụ án, khởi tố 65 bị can tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng. Quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp xác định chuyến hàng ma túy bị phát hiện ngày 16 tháng 3 là do các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Đối tượng này lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp, có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ, giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tiếp đó, số ma túy được chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương thêm 10 ngày, thời gian tính từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết luận điều tra vụ án còn có yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Trần Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà. Hầu hết các bị hại đều không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm họ. Tuy nhiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất gần 90 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các lực lượng nghiệp vụ vừa kiểm tra quán bia club N68 phát hiện 56 đối tượng dương tính với chất ma túy. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an thành phố Vĩnh Long kiểm tra quán bia club N68 trên đường Nguyễn Văn Thiệt thuộc phường 3 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 100 thanh niên trong quán. Qua test nhanh, có 56 thanh niên dương tính với chất ma túy. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cùng 27 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và ban quản lý Vịnh Hạ Long đã kết thúc sau 7 ngày xét xử. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hà 15 năm tù do nhận hối lộ và tham ô tài sản trong thời gian làm trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long. 27 bị cáo thuộc Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam, Chi cục Đường Thủy Khu vực 1, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 và một số đơn vị khác bị phạt từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù. Theo cáo trạng, tổng số tiền mà bị cáo Phạm Hồng Hà cùng một số đồng phạm tham ô của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là hơn 4,5 tỷ đồng. Cùng với đó, bị cáo Hà còn nhận hối lộ 260 triệu đồng từ bị cáo Phạm Văn Phả, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần quản lý đường sông số 3. Sáng ngày 26 tháng 4, đoàn giám sát của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt từ năm 2001.
Sau 6 tháng kể từ khi nhận mặt bằng, đến nay tiến độ dự án đạt trên 75%. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ người dân vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Vướng mắc chính hiện nay là chờ công ty điện lực Duyên Hải di dời hệ thống điện trung hạ thế, dọc tuyến, thông báo cho các đơn vị viễn thông liên quan di dời đồng bộ dây thông tin trên trụ điện để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tại buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nhân vật lực thi công kể cả ngày lễ để đảm bảo đưa dự án cầu Long Kiển sớm đi vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Hoàn thành công trình này cũng đảm bảo công tác giải ngân nhằm tạo đà tăng trưởng kinh tế cho thành phố. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, du khách đăng ký ra tham quan đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tăng đột biến. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, đến thời điểm này, tất cả khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên đảo đều đã được đăng ký, không còn phòng trống. Lý Sơn đang là điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn. Lượng khách tham quan trong dịp lễ tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Để đảm bảo khả năng phục vụ du khách tham quan dịp lễ này, tuyến đường thủy cảng Sa Kỳ Lý Sơn và ngược lại đã tăng chuyến tàu ra đảo. Mỗi ngày có 18 chuyến tàu, trung bình mỗi tàu tiếp nhận khoảng 160 khách một tàu một ngày. Ước tính có khoảng 1.500 khách một ngày ra tham quan đảo Lý Sơn. Trong 5 ngày nghỉ lễ, dự kiến Lý Sơn đón nhận hơn 7.500 khách. Lý Sơn hiện có hơn 130 cơ sở lưu trú với hơn 1.000 phòng, lượng khách đông nhất vào cuối tuần với 1.100 đến 1.300 khách một ngày, cao điểm từ 4.000 đến 5.000 khách một ngày.